Đã qua 12 giờ đêm, sao vẫn có người còn đợi chờ em? Khi trái tim của em đã yếu đuối, cần một người để em làm quen. Anh vẫn còn nhớ những dòng tin nhắn cũ, khi nhìn lại thì nước mắt anh rơi. Khi ta hạnh phúc anh không thể giữ được, đến khi nhận ra thì hai đứa hai nơi. Anh rất đau, ta mất nhau, khi chia tay em đã khóc rất lâu. Sau này ai cũng sẽ có được hạnh phúc, nhưng đáng tiếc là không phải với nhau. Không phải vì hết yêu, không phải vì hết thương, vậy thì điều gì đã làm ta cách xa? Ở trong thành phố nhỏ em đang đi cùng ai? Anh chạy tìm kiếm em trong thật vội vã. Anh không muốn mất em, vì khi em bên anh thì anh sẽ có được sự bình yên. Hai người tìm được nhau sẽ là do ông trời, còn khi đã bên nhau sẽ là do tình duyên. Dạo này em thế nào, cuộc sống chắc vui vẻ, anh vẫn nhớ em đến nỗi phải mất ngủ. Ngày em xa anh có biết bao bão tố, nỗi buồn mình anh chịu đựng vẫn chưa đủ. Anh còn nhớ lúc mình yêu nhau, cùng ngồi trên chiếc xe tay em ôm thật chặt. Em kể về câu chuyện một người đã đi mãi, và rồi cô gái ấy cũng đã không còn gặp. Em muốn đến một nơi chỉ có hai chúng ta, cùng với Marlboro và em xịt thật lâu. Anh xin em đừng nói với anh ấy rằng chúng ta đã có tình yêu thật đậm sâu. Một người không và một người.